Bốn con giáp dễ gặp xui xẻo trong tháng cô hồn và cách hóa giải. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian thì tháng 7 âm lịch hàng năm còn được gọi là tháng cô hồn. Đây là khoảng thời gian các vong hồn nơi âm tào địa phủ được tự do trở về xương thế, dạo chơi trốn trần gian. Theo đó thì trong tháng này, con người rất dễ gặp xui xẻo do bị ma quỷ quấy nhiễu. Dưới đây sẽ là bốn con giáp dễ gặp xui xẻo nhất trong tháng cô hồn. Đầu tiên đó là tuổi Dần. Trong tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, tuổi Dần khá là vượng về tiền bạc. Song đây vẫn là một số những con giáp dễ gặp xui xẻo nhất. Có người xung quanh đang ghen tị, đố kỵ với sự thành công của người tuổi Dần. Hãy dành thêm thời gian cho gia đình, tránh những mâu thuẫn xung đột không đáng có, ảnh hưởng đến tâm lý. Muốn tránh xui xẻo vận hạn, con giáp này nên hạn chế việc xuất hành ra trong tháng 7 âm lịch. Trừ khi là việc thật sự cần thiết, hệ trọng, còn lại thì bạn nên từ chối để tránh gặp xui xẻo. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, anh em, bạn bè, không nên quá tin tưởng vào một ai đó. Đặc biệt cần phải đề phòng với người tuổi Tỵ, Thân và Mùi. Người tuổi Tuất, Ngọ, Mão có thể là quý nhân xuất hiện giúp bản mệnh hóa giải mọi xui xẻo trong thời gian này. Tuổi Mão. Trong tháng cô hồn, người tuổi Mão có hai vấn đề lớn cần phải đối mặt, đó là sự sa sút về sức khỏe và sự xuất hiện của các hung tinh. Việc sinh hoạt, ăn ngủ không điều độ, cộng với sự không thuận lợi trong công việc dễ khiến cho con giáp này bị căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thêm nữa, các hung tinh tác động khiến cho tâm trí của bản mệnh dễ bị xáo trộn trong tháng này. Tuổi Mão cần phải học cách tiết chế cảm xúc, suy nghĩ một cách lý trí, tránh để sự nghi ngờ làm mờ mắt, bỏ qua người tốt mà kết thân với kẻ xấu. Bản mệnh cần phải chú ý, những người tuổi Mùi, Hợi, Tuất sẽ có thể là vận may giúp cho bạn thoát khỏi cơn hoạn nạn. Song với những người tuổi Tý, Dậu, Ngọ cần phải thận trọng, kẻo bị hại lúc nào không hay. Tuổi Tỵ. Theo tử vi thì tháng 7 âm lịch này, người tuổi Tỵ dễ gặp phải họa thị phi, mọi chuyện có thể diễn biến theo chiều hướng bạn không thể ngờ được chỉ vì một câu nói lỡ miệng. Tốt nhất tránh tụ tập đông người để bàn tán chuyện của người khác, kẻo mang họa vào thân. Tháng này thì người tuổi Tỵ được nhiều mà mất cũng nhiều nên cần phải cẩn trọng trước mọi quyết định. Bản mệnh nên kiềm chế cái tôi, sáng suốt trong lựa chọn, tránh vì ham tiền bạc mà dính vào trò đỏ đen. Để tránh xui xẻo vận hạn trong tháng cô hồn, con giáp này cần thận trọng với người tuổi Dần, Hợi, Mùi. Ngược lại, Dậu, Sửu, Thân có thể là quý nhân giúp đỡ tuổi Tỵ tìm được cơ hội tốt. Hãy đặc biệt giữ gìn sức khỏe, nhất là đối với nữ mệnh càng cần phải chú trọng. Tuổi Dậu. Trong tháng cô hồn, một điều kiêng kỵ chung với tất cả 12 con giáp là nên tránh ra ngoài vào ban đêm. Điều này càng đặc biệt cần lưu ý với tuổi Dậu vì thời gian này bản mệnh có thể sẽ gặp phải vấn đề về sức khỏe. Theo tử vi, tháng này tuổi Dậu hung nhiều hơn cát, nhưng cần phải nhớ chăm chỉ, khéo léo cộng thêm bình tĩnh sẽ giúp cho bạn lật ngược tình thế, vượt qua khó khăn. Trong công việc, con giáp này tránh phụ thuộc vào người khác, kẻo bị vạ lây. Quý nhân của bản mệnh trong tháng này có thể là người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn. Trong các mối quan hệ làm ăn cũng như xã hội, cần đề phòng các mối quan hệ với người tuổi Mùi, Tuất, Mão. Theo tử vi, có những con giáp vốn trời sinh đã được ưu ái, ban cho sự thông minh, nhanh nhẹn. Có thể lúc trẻ họ gặp khá nhiều khó khăn, song chỉ cần có gan làm giàu, nhất định ba con giáp này sẽ đạt được thành công lớn. Tuổi Hợi. Không có gì là lạ khi mà con giáp này luôn thuộc tốt những con giáp giỏi giang, chịu khó. Những người tuổi Hợi sinh ra đã được trời ban cho phúc khí đầy mình. Họ cũng được ưu ái ban cho óc kinh doanh và sự quyết tâm đáng nể phục. Đặc biệt, với người tuổi Hợi sinh vào tháng 7 âm lịch, bản mệnh càng dễ có được sự thành công lớn trong sự nghiệp. Dù không sinh ra trong gia đình giàu có,
bằng sự nỗ lực và trí tuệ vốn có, người tuổi Hợi sẽ vượt qua thử thách, đạt đến thành công. Đây là một trong những con giáp chỉ cần có gan làm giàu, dám nghĩ, quyết tâm, nhất định có thể làm nên nghiệp lớn. Họ sinh ra đã chịu khó tìm tòi, tích cực học hỏi, nhờ thế nên việc trở thành người lãnh đạo là chuyện trong tầm tay. Thông thường thì bản mệnh sẽ có được sự nghiệp vững chắc, tài lộc dồi dào khi bước sang tuổi trung niên. Càng về hậu vận, cuộc đời tuổi Hợi sẽ càng sung túc an nhàn. Đây là lúc bản mệnh được nhận sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực thời gian trước. Thời gian này là lúc bản mệnh đang có đà phát triển, mọi công việc đều thuận lợi như ý. Hợp đồng tới tấp đến, thành công chỉ đang chập chờ ập tới đối với người trẻ. Có thể nói con đường mà bản mệnh đang đi là con đường được trải hoa hồng để người tuổi Hợi đi qua. Để tăng cường hanh thông may mắn trên con đường công danh sự nghiệp và tài lộc thêm phần nở rộ, những gia chủ tuổi Hợi cần mang bên mình vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long Hợi Mão Mùi. Vòng tam hợp dựa trên quy tắc tam hợp quý nhân, nghĩa là mang bên mình sẽ được quý nhân tương trợ, mở cửa cơ hội thăng tiến thành công nhanh chóng. Nhờ đó sẽ đạt được kết quả viên mãn như các gia chủ tuổi Hợi mong đợi. Thứ hai là tuổi Thìn. Người tuổi Thìn bất kể là nam hay nữ đều là người có lối suy nghĩ tích cực, tinh thần lạc quan. Sự khó khăn hay thậm chí là thất bại trong cuộc sống không thể khiến cho con giáp này chùn bước. Những người tuổi Thìn thường không sợ thất bại, họ luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách để khám phá bản thân, tìm cho mình cơ hội tốt nhất. Đây cũng là con giáp được xếp hàng tốt về sự thông minh trong 12 con giáp. Trời sinh tuổi Thìn vốn nhạy bén, tinh tế, làm gì cũng có kế hoạch nên một khi quyết tâm làm giàu, khả năng thành công là rất lớn. Thực tế cho thấy, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, số lượng các tỷ phú đi lên từ bàn tay trắng thuộc con giáp này là không hề ít. Tuổi Thìn sinh ra đã là số mệnh lãnh đạo và được chỉ điểm là người thành công. Đặc biệt trong tháng cơ hồn này, những người tuổi Thìn còn được trời ban cho nhiều phước lộc, giàu sang, thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, những người tuổi Thìn lại vướng phải một điểm yếu là ít có cơ hội giao thiệp với người khác vì không chịu lún cái tôi của mình xuống, nên thường kết giao và kết nối các mối quan hệ sẽ không thực sự tốt. Để có nhiều mối quan hệ kết giao chất lượng cũng như mở ra con đường đầu tư làm việc kinh doanh thành công hơn, bản mệnh nên mang bên mình pháp khí Minh Quang Pháp Bảo. Đây là pháp khí phong thủy sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mở rộng quan hệ, kết nối với người thành công, tránh xa tiểu nhân ám hại, giúp cho quý anh chị có con đường tiến bước, đột phá mạnh mẽ trong tháng cô hồn với tiền bạc rủng rỉnh, ùn ùn kéo về, công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió. Tuổi Ngọ. Theo tử vi thì người cầm tinh tuổi Ngựa có nét tính cách phóng khoáng, nhanh nhẹn, thích sự tự do, thoải mái, không thích sự gò bó, ràng buộc. Tuy đôi lúc có hơi bất kham, song những người tuổi Ngọ lại là có người có tư duy lãnh đạo xuất sắc. Tuổi Ngọ một khi đã nhắm tới điều gì thì nhất định sẽ dồn toàn tâm toàn sức để đạt được. Họ có khả năng hoạch định tầm nhìn và xây dựng chiến lược tuyệt vời. Bản mệnh cũng là người biết nắm bắt, có thể biến khó khăn thành cơ hội. Với thái độ tích cực trong công việc, tuổi Ngọ có thể đạt được sự giàu sang bất ngờ. Cuộc đời tuổi Ngọ nhìn chung về hậu vận đều ổn định, sung túc. Các chuyên gia phong thủy luận rằng tài lộc của tuổi Ngọ vô cùng vượng phát, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh. Để tăng cường vượng khí, giúp vạn sự hanh thông, công việc thuận lợi thành công, những gia chủ tuổi Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam hợp dựa trên trường khí tam hợp quý nhân, nghĩa là khi mang vòng tam hợp, những gia chủ tuổi Ngọ sẽ luôn được quý nhân phù trợ, từ đó luôn thành công và may mắn, khiến cho công việc ngày càng thăng tiến, tiền bạc thì ngập két. Vậy thì chi tiết vận trình 12 con giáp trong tháng cô hồn được các chuyên gia phong thủy luận giải như thế nào? Quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Tuổi Tý. Tử vi con giáp cho thấy rằng công việc của tuổi Tý diễn ra khá là suôn sẻ, thuận lợi và thậm chí bản mệnh có thể tìm ra được hướng đi mới cho tương lai.
chuyện tình yêu của con giáp này vẫn tiến triển tốt đẹp. Mặc dù vậy, tâm trạng của người tuổi Tý lại không mấy thoải mái, buồn rầu, ủ rột vì những vấn đề liên quan tới các mối quan hệ xã giao. Tuổi Sửu. Vận trình của tuổi Sửu trong ngày tháng này thì khá là khởi sắc. Thành công mà con giáp này gặt hái được trong ngày này phần lớn là nhờ quý nhân giúp đỡ. Tuổi Sửu sẽ có cơ hội để trở thành người đứng đầu trong nhóm làm việc, nhờ đó mà họ có thể phát huy được khả năng đang ngủ quên bấy lâu nay của mình. Đường tình duyên của con giáp này khá là khởi sắc khi mà đôi bên không cần nói nhiều cũng có thể hiểu ý nhau. Giữa hai người không tồn tại bất cứ bí mật gì. Đối với tuổi Dần, theo tử vi tháng cô hồn này có cả đan xen hung lẫn cát, tuổi Dần sẽ đón nhiều niềm vui trong mối quan hệ tình cảm, đôi lứa hòa hợp. Những người độc thân có thể tìm thấy một nửa của mình nhưng cũng dễ mắc phải sai lầm khi mà xúc tiến mọi việc quá nhanh. Hơn nữa, con giáp này cần phải thật tỉnh táo, sáng suốt để khi đưa ra quyết định hay đầu tư kinh doanh nào đó, đừng vội ném tiền vào những lĩnh vực mà mình chưa hiểu rõ hay là nghe lời người khác một cách quá mù quáng, kẻo tiền mất tật mang. Tuổi Mão. Người tuổi Mão cần phải hết sức thận trọng trong công việc vì sức cạnh tranh tại nơi làm việc đang leo thang, cộng thêm nhiều vấn đề phát sinh, khiến cho con giáp này cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Những lúc như vậy, thay vì mang theo tâm trạng não nề tới công ty thì bản mệnh hãy cố gắng nhìn vào mục tiêu của mình mà tiếp tục phấn đấu vì biết đâu sẽ sau cơn mưa rào cầu vồng sẽ hiện ra. Tuổi Thìn. Có thể vào ngày thứ hai đầu tuần thì tuổi Thìn đã gặp may mắn nên công việc diễn ra vô cùng thuận lợi, tài vận thăng hoa. Tuy nhiên, tuổi Thìn chớ vội thỏa mãn hay là quá vui mừng. Vận trình của con giáp này sẽ bị hung vận lấn át, một vài tranh chấp mâu thuẫn với đồng nghiệp có thể xảy ra, khiến cho tâm trạng làm việc của tuổi Thìn khá là tồi tệ và điều này kéo theo hiệu suất làm việc của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuổi Tỵ. Nhờ có thần may mắn chiếu cố nên tuổi Tỵ hoàn thành công việc xuất sắc, được cấp trên khen thưởng và đồng nghiệp nể phục. Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ nhờ đó mà tăng tiến không ngừng, nhưng đừng vì thế mà bản mệnh ngủ quên trong chiến thắng. Trái ngược lại, chuyện tình cảm của tuổi Tỵ có thể gặp trục trặc do bản mệnh dành quá ít thời gian cho đối phương. Tuổi Ngọ. Dự báo vận trình tài lộc của tuổi Ngọ sẽ vô cùng vượng phát, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh khi mà tài lộc vào tay tới tấp. Tuy nhiên, tuổi Ngọ lại gặp phải những điều không may trong chuyện tình cảm, đặc biệt là những người độc thân đang tập trung quá nhiều vào việc kiếm tiền mà chẳng màng đến chuyện yêu đương. Điều này khiến cho bản mệnh sẽ phải mang tiếng ế bền vững trong thời gian dài. Đối với tuổi Mùi, đường tài lộc của tuổi Mùi khá là hanh thông trong ngày này, sự nghiệp đang trên đà phát triển vì bản mệnh có không ít cơ hội để phát huy năng lực cá nhân. Đường tài lộc khá là hanh thông, nhất là những người buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày buôn bán bát hàng. Thậm chí ngay cả những người làm công ăn lương cũng kiếm được một công việc làm thêm ngoài giờ để cải thiện thu nhập. Tuổi Thân. Công việc của tuổi Thân tiến triển khá là suôn sẻ và thậm chí bản mệnh còn được cấp trên khen thưởng, đánh giá cao về những thành tích cũng như công sức mà bạn bỏ ra. Điều này trở thành một bước đệm để tuổi Thân được cân nhắc lên vị trí cao hơn trong thời gian sắp tới. Mặc dù vậy, chuyện tình cảm của tuổi Thân lại không mấy êm ả do hai người dễ xảy ra hiểu lầm. Tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu thì có điểm báo bị tiểu nhân chọc phá nên con giáp này cần phải thận trọng trong công việc, tránh gặp phải những sai lầm không đáng có. Đường tình cảm của tuổi Dậu cũng gập ghềnh gian nan, khiến cho đôi bên cảm thấy mệt mỏi và thậm chí là mối quan hệ có thể bị nứt vỡ. Tuổi Tuất. Theo các chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng tuổi Tuất sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối trong tháng này. Do được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên đường tài lộc của tuổi Tuất khá là ổn định và có phần khởi sắc. Tuy nhiên, điều này một phần cũng là nhờ bản mệnh biết cách kiểm soát đồng tiền, biết tiền đẻ ra tiền. Chuyện tình cảm của tuổi Tuất có thể nảy sinh vấn đề, nhưng lúc này đôi bên lại không ai chịu nói rõ lý do và đứng ở lập trường của đối phương để suy nghĩ. Tuổi Hợi.
Luận tử vi, công việc và tài lộc của tuổi Hợi vẫn diễn ra bình bình, không có quá nhiều công việc dồn dập nhưng cũng chẳng hề rảnh rang. Tuy nhiên, trong tháng này, tuổi Hợi lại xuất hiện những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, khiến cho bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, chán nản với mọi thứ. Quý anh chị và các bạn thân mến, người ta thường nói rằng mệnh là do trời định, là do gieo nhân quả từ những kiếp trước mang lại, không thể thay đổi. Vận mệnh và vận thế, nếu biết sống tốt, sống thiện lương, bạn có thể thay đổi và tiến bước đến với kết quả viên mãn hạnh phúc. Và nếu bạn là con giáp may mắn bên trên thì xin được chúc mừng bạn và hãy cố gắng phát huy tài lộc, công danh, tình cảm của mình còn có thể viên mãn hơn nữa. Nếu bạn là con giáp xui xẻo trong tháng cô hồn thì cũng đừng vội buồn khổ vì có thể bước qua tháng cô hồn, bạn có thể xoay chuyển vận thế bất ngờ thì sao? Cuộc sống khó nói trước được điều gì nên một lần nữa chúng tôi muốn nhắn đến quý vị anh chị cứ sống thiện lương, cố gắng không ngừng, thành công, hạnh phúc, may mắn sẽ tự khắc theo đuổi bạn. Nếu thấy video này hay, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình, cũng như theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Chúc quý anh chị luôn may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.